Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phụ Nguyễn đây. Hôm nay Phụ Nguyễn chia sẻ clip ngắn thôi. Đó là chúng ta sẽ cấu hình một cái reset backward ở trên cái Exchange Control Panel của Exchange nha các bạn. Rồi, cấu hình đơn giản, demo cho các bạn coi. Thì cái này làm nhanh thôi, các bước để làm. Thì mặc định như các bạn biết á, thì cái Exchange tích hợp trong AD thì thường chúng ta phải vào AD chúng ta đi reset, có thể tạo backward. Nhưng mà cái bây giờ chúng ta hệ thống lớn ta có nhu cầu là chúng ta cần phải phân cái role, hoặc là chúng ta sẽ chia cho một số cái quản trị viên IT help desk để reset cái user này nè. Chúng ta không có cho họ vào trong cái ông AD, tức là AD là một cái ông tài khoản khác, còn ông Exchange là một ông tài khoản khác nữa. Có nghĩa là phân role ra thì nhiệm vụ của mình là mình phải phân quyền. Ở đây khi chúng ta edit nè thì chúng ta sẽ có cái hiện cái reset backward ở đây. Hiện tại mình chưa có hình thì nó sẽ không có, thì chúng ta phải vào trong cái AD, có nghĩa là nhiệm vụ của mình là phải phân role, phân quyền ra để chúng ta sẽ tách bạch giữa ông quản trị AD là một ông quản trị Exchange là một ông nữa nha, hoặc là trong Exchange chúng ta chia nhỏ ra ông nào reset có quyền reset. Thì hôm nay Phương Nguyễn chia sẻ cho các bạn cái đó. Thì để reset thì chúng ta cũng cần hai ba bước đơn giản thôi, chạy ba câu lệnh thôi. Thứ nhất cái thao tác như sau, nó có hai bước. Thứ nhất chúng ta chạy bao sale ra Exchange, chúng ta chạy ba lệnh, đó là S BS, no, bao sale snap in Microsoft. Thứ hai là mình cài cái role base, tức là role này là role base của Artillery á, để phân quyền cấp cho cái chain nó có quyền. Rồi chúng ta sẽ vào cái con AD nha các bạn. Đó, ví dụ như là thường á là chúng ta sẽ vào AD, đây không? Chúng ta sẽ vào AD, chúng ta sẽ reset. Thì câu chuyện nó là đơn giản rồi. Đó, ông AD chính là ông admin của chain luôn. Đó, chúng ta phải vào hoặc là chúng ta delegation cho họ và log on vào. Bây giờ mình muốn không cho vào luôn AD thì nhiệm vụ mình phải phân quyền rồi chưa. Rồi chúng ta ví dụ chúng ta sẽ vào cái con chain này của tôi nha, tôi sẽ chạy cái báo sale lên, chúng ta run admin nhanh thôi, cái này làm nhanh. Rồi thứ nhất là chạy cái lệnh này là gì, lệnh này đây thì chỉ có cái script đây đi, ta copy nha, snap in, chúng ta chạy ba lệnh đó trên cái bao sale của cái con Exchange nha các bạn, Exchange của các bạn á. Rồi thứ nhất, rồi cái lệnh thứ hai làm nó chạy là sron, ta install cá nhân ron, copy can cron base đúng không? Rồi, run assignment, cài xong ta sẽ cấp quyền. Rồi, ok, xong luôn các bạn. Rồi, sau khi chúng ta chạy xong cái lệnh ba lệnh trên nha các bạn, thì bước tiếp theo là bước 2 là chúng ta sẽ cấp quyền, tức là assignment cái reset password cho cái user trong cái nhóm là organizement, add cái reset password vào. Không, chúng ta thao tác. Bước thứ hai là chúng ta sẽ vào cái admin control panel của Exchange, chọn cái tab cái role permission, add role, chọn là này, chọn add. Chúng ta sẽ vào cái này đúng không? Chọn đây nè, permission nè. Ở đây nè, giờ chúng ta sẽ chọn admin role. Ở đây các bạn có thể là add dấu cộng, chúng ta sẽ tạo một cái role mới hẳn trong cái ông test reset thôi cũng được. Ở đây tôi sẽ dùng cái organization management luôn nha các bạn. Ta click vào edit nó. Thì khi edit các bạn kéo xuống ngay chỗ role này nè, nó chưa có cái phần role reset password, các bạn thấy không? Có thấy chưa? Rồi thì tại đây nè, mình phải add dấu cộng, kéo xuống dưới cùng là mình sẽ tìm cái role là reset password nha, bấm R. Đây là cái reset password chúng ta add vào. Thì cái reset password role này nó sẽ cho phép là admin reset user trong cái user tổ chức của bạn. Rồi, chúng ta sẽ rất là ok. Thì tại đây bước tiếp theo á, các bạn muốn cho cái thành viên nào muốn reset password chúng ta sẽ add vào đây. Ví dụ user mình tạo một cái user là helpdesk hoặc là user reset, mình sẽ cấp cái quyền đó cho cái ông IT helpdesk. Thì ông đó nhiệm vụ là ông quản trị cái con Exchange thôi. Thì ông log on vào cái AC panel này thì ông sẽ có quyền reset những cái user email thôi. Họ không cần phải vào trong cái Active Directory domain nha các bạn. Hai ông khác nhau. Rồi chúng ta sẽ lưu lại. Rồi, sau khi lưu thì các bạn log out ra để chúng ta mới kiểm tra nha. Log out ra chúng ta mới action. User. Rồi chúng ta đăng nhập lại. Rồi
Tại đây nè các bạn nè, ví dụ như tôi muốn reset cái user phương nè, chúng ta edit. Thì cái lúc đầu nãy tôi thấy các bạn không, thì cái khung mà hiện reset nó chưa hiện. Thì đây bây giờ sau khi mình cấu hình ba lệnh đó với lại cấu hình role assignment thì nó đang hiện. Thì nhiệm vụ ví dụ như user tới hạn hết rồi, nó alo lên, thì nhiệm vụ của ông FS mà quản trị có agent này nè, admin đó, system admin ông quản lý có agent admin, gọi là agent admin, ông có thể vô đây ông reset với bọn, ví dụ như vậy ha, ví dụ vậy, mà không cần phải vào trong cái AD. Như vậy thì cũng ok, chúng ta sẽ tích vào cái nhà và hiện chúng ta sẽ reset network cho họ, ok chưa? Đó. Nhiệm vụ mình là chỉ show cái này lên được thôi. Ok, như vậy thì clip này Phương Nguyễn chia sẻ các bạn cái gì nhanh gọn enable cái reset network ở trong chính cái agent control panel của agent luôn, không cần phải log on vào trong cái Active Directory. Thứ hai là để phân biệt được cái role giữa cái ông là quản trị AD admin, system admin của ông AD với lại một cái ông agent admin, là hai cái ông, hai role phân biệt. Tức là một số doanh nghiệp lớn á, họ chia nhỏ ra thì họ phân quyền, họ delegation không để họ quản lý về agent đó. Để chúng ta cũng chia sẻ mèo cái mèo nhỏ cho các bạn. Rồi clip này ngắn, chị chia sẻ các bạn cái cách mà reset cái quật ở trên trên panel nha. Xin chào và hẹn gặp lại clip sau.